làm cho người ta thọ ba cái thọ, vui khổ hoặc là không khổ không vui, đó là ba cái thọ của nó. Nó cho người ta sống ở trong ba cái thọ đó. Do cái chỗ mà cái luật nhân quả nó chi phối như vậy đó, cho nên chúng ta điên đảo, chúng ta cứ tìm cái thọ lạc, đi tìm cái thọ lạc mà sợ hãi cái thọ khổ. Vậy mà mọi người điên đảo lầm chấp ngã và ngã sợ. Ngã là cái gì? Là thân, là tâm, là cái thọ của mình, là cái biết của mình, mình cho nó là ngã. Còn ngã sợ là những vật xung quanh nó, bà con ruột thịt, anh em dòng họ của mình, đó là ngã sợ. Những cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái rương đều là ngã sợ. Cái vật xung quanh mình là ngã sợ. Vì vậy mà mất một cái vật đó thì mình thương tiếc. Ví dụ như cha mẹ mình chết thì mình thương tiếc, đó là mình khóc lóc, mình thấy như mất cha mất mẹ, mình đau khổ, đó là mình mất cái ngã sợ. Như vậy mình thấy rõ ràng những cái này nó đều là một cái giả tạm, nó không có thật. Mà mình khi mà thấy chết, thấy mất đi thì mình tiếc, mình thương, mình đau khổ, đó là mình điên đảo. Cho nên ở đây thầy nói mọi người điên đảo làm sao. Thầy thấy rằng có người mẹ nào mà có người con mà mẹ chết mà không khóc bao giờ, thiệt ra họ điên đảo. Trong thời Đức Phật có một số tỳ kheo tu theo Đức Phật nhưng chưa đạt hành. Khi Đức Phật tịch, quý vị đó khóc than kể lễ vô cùng, đó là những người còn tâm trạng thế gian, còn ngã sợ, cho nên chưa có bỏ cái ngã sợ. Vì thế phải chịu nhiều khổ đau và lăn lộn mãi trong sinh tử luân hồi do cái chỗ mà chấp ngã và ngã sợ này. Vì thế mà họ phải chịu nhiều cái sự khổ đau trong cuộc đời của họ, và luôn luôn đời này đến kiếp khác họ luân hồi mãi không bao giờ mà đã ra. Đây là lời khuyên của hãy buông xuống, buông xuống sạch, hãy từ bỏ và xa lìa hết mọi pháp để tự cứu mình ra khỏi phong ba bão táp của cuộc sống. Hãy đòi lại quyền làm chủ sanh tử luân hồi, hãy đoạn dứt nhân quả để chấm dứt tái sanh, ấy là người trí, người thông minh. Nếu chúng ta là người trí, người thông minh thì chúng ta phải bỏ xuống hết. Trên đời này không có vật gì mà chúng ta chết mà mang theo được hết, không có vật gì mà quý giá bằng chúng ta làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta. Cho nên chúng ta phải bỏ xuống hết, bỏ xuống hết, từ cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc, bỏ xuống hết. Chúng ta chết họ không cứu chúng ta được, chúng ta chết họ không làm sao được, chúng ta đau họ không đau thế cho chúng ta được, chúng ta có sự lo lắng sợ hãi họ cũng không lo lắng sợ hãi cho chúng ta được. Cho nên chúng ta hãy bỏ xuống hết, bỏ xuống. Ở đây thầy khuyên hãy bỏ xuống, buông xuống hết, buông xuống sạch hết, từ bỏ hết và xa lìa hết mọi pháp. Mọi pháp đây là chỉ các pháp, pháp đây không phải là tứ diệu đế, tứ thánh định hoặc là tứ niệm xứ, mà pháp ở đây là chỉ cho cái những cái gì mà xung quanh của chúng ta gọi là ngã sở đó. Cha mẹ, anh em, nhà cửa, tiền bạc của cải, con cháu, tất cả mọi thứ, cái vật gì đều là có thể gọi là pháp. Cho nên thầy bảo phải xa lìa hết mọi pháp để tự cứu mình. Nếu mình xa lìa được, còn ba y một bát, sống không nhà, không cửa, không người thân, thì mình mới tự cứu mình. Chỉ có con đường của đạo Phật, sống như vậy mới có thể thoát ra khỏi cảnh khổ đời này. Để tự mình cứu ra khỏi phong ba bão táp của đời sống, hãy đòi lại quyền làm chủ sanh tử luân hồi. Tức là mình sống mà được như vậy, mình mới đòi lại quyền làm chủ. Còn mình sống chưa được như vậy, chưa buông xả, thì cái quyền làm chủ đó, mình bị cái nhân quả luân hồi này, cái quyền làm chủ đó, nó sẽ giao cho cái luật tự nhiên của nhân quả, nó làm chủ cho chúng ta, không làm chủ được. Hãy đoạn dứt nhân quả, nghĩa là chấm dứt nhân quả, không có để cho nhân quả diễn biến. Ví dụ như cái tâm mình ham muốn ăn miếng ăn, thì đó là cái nhân quả, cái nghiệp nhân quả nó thúc đẩy chúng ta ham muốn cái đó. Do đó chúng ta chấm dứt, không có làm theo cái muốn đó được. Vì vậy thì chúng ta sẽ chấm dứt tái sanh. Đó mới là người trí, người thông minh. Muốn sống cuộc đời an vui, đầy hạnh phúc thì hãy nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác. Nghĩa là chúng ta muốn cho đời sống của mình có được an vui, hạnh phúc thì hãy nhìn bằng đôi mắt nhân quả thiện ác. Tại sao vậy? Tại sao mình nhìn bằng đôi mắt nhân quả thiện ác? Vì thiện là không làm khổ mình, không làm khổ người. Mà ác thì không làm khổ mình, ác thì không làm khổ mình, thì làm khổ người. Không, hoặc là làm khổ mình, khổ người, hoặc là làm khổ mình mà người không khổ. Thì đó là chúng ta, thì đó là chúng ta mới nhìn bằng cái đôi mắt nhân quả thiện ác. Nếu không vậy, đời sống sẽ là địa ngục. Nếu mình không có nhìn bằng cái đôi mắt nhân quả thiện ác thì đời sống của mình là địa ngục, nó đau khổ hoàn toàn, không bao giờ hết.
Từ lâu con và anh chị em con đã điên đảo, tự mở cửa địa ngục để sống trong cảnh đen tối, giận hờn, oán ghét, vân vân. Có ích lợi gì phải không con? Sinh ra làm người vốn đã khổ, vì khổ vì sanh già bệnh chết, nghĩa là mình đã sanh già bệnh chết rồi, cái thân của mình mang cái thân của mình thì có cuộc sống rồi, nó đã khổ rồi. Bây giờ già, bây giờ có cuộc sống mình, bây giờ cơm không có ăn thì cũng khổ, áo quần không có mặc thì cũng khổ rồi. Đó là đơn sơ cho hai cái vậy mà khổ rồi. Già cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết cũng khổ. Thế mà chúng ta lại còn điên đảo, lại còn hơn thua, lại còn nói lời qua tiếng lại để cho chúng ta đau khổ nhau nữa sao? Đã khổ rồi, thế mà còn làm khổ thêm nữa sao? Thế sao ta lại mê mờ điên đảo, lại tạo thêm cảnh khổ đau nữa phải? Đau nữa. Thay vì phải chấm dứt, thay vì chúng ta phải chấm dứt để chúng ta chiến đấu với những cái khổ mà đã có sẵn, sanh già bệnh chết này, có đâu bây giờ chúng ta lại tạo thêm những cảnh khổ khác để rồi chúng ta không chấm dứt cái giặc sanh già bệnh chết mà lại còn tạo thêm những cái khổ khác thì quá là sự đau khổ. Do sống trong nhân quả mà không thấy nhân quả, để nhân quả chi phối và sai khiến ta làm mọi điều ác và thiện, tạo nên nhân quả ngày nối tiếp nhân quả khác chồng chất lên nhau, mọi sự đau khổ. Bởi thế ta hãy làm gì bây giờ? Biết nó như vậy rồi, bây giờ chúng ta làm gì đây? Xưa Đức Phật đã dạy: một, những gì cần dứt bỏ nên dứt bỏ, dứt bỏ để an vui thanh thản. Nghĩa là bây giờ mình thấy cái gì mà cần bỏ thì mình hãy bỏ hết, để cho mua lấy một cái tâm hồn an vui thanh thản, một giá trị tuyệt vời, một cuộc sống không có một cái gì mà mua chắc mà đổi được. Sự an vui thanh thản này chỉ có người biết dứt bỏ thì mới có thể thanh thản an vui được. Hai, những gì cần trao dồi thì nên trao dồi. Trao dồi có nghĩa là để cho thân tâm mình hoàn thiện hay thành thiện. Bây giờ mình thấy nhiều cái nó làm cho mình phiền não đau khổ, tức là biết là ác, cho nên bây giờ mình trao dồi nó để cho tâm mình trở thành cục đất, nó không còn phiền não, không còn đau khổ nữa thì nó là thành thiện rồi đó. Ba, những gì cần tu tập, hồi nãy là trao dồi, bây giờ tu tập. Những gì cần tu tập nên tu tập, tập luyện để thân tâm thấm nhuần trong thiện pháp. Hồi nãy để cho nó thành thiện, bây giờ tu tập để cho nó thấm nhuần ở trong những cái thiện pháp. Để làm gì? Để cho chúng ta được an vui và thân. Bốn, những gì cần học tập nên học tập, hiểu biết những điều cần thiết để không còn đau khổ. Giữa cuộc đời chúng ta có nhiều khi chúng ta học nhiều quá mà nó không cần thiết cho cái sự an vui thanh thản của tâm hồn của mình. Cho nên mà có nhiều người học rất rộng, rất sâu, hiểu rất nhiều mà rồi tâm hồn giải thoát không giải thoát. Ví dụ như một nhà bây giờ là một giáo sư ở đại học, họ đỗ tiến sĩ, nhưng tâm hồn họ vẫn đau khổ. Họ đâu hết những sự mà khổ đau của bệnh, của cuộc sống của họ, của già, của tuổi già họ, của khi chết của họ, họ đâu hết. Mặc dù họ học rộng hiểu xa nhưng họ không có giải quyết được. Cho nên ở đây Đức Phật khuyên chúng ta cần học những gì mà để cho chúng ta hiểu biết, để mà chúng ta không còn đau khổ, thì cái đó là cần thiết. Trái lại chúng ta không học cái để chúng ta được giải thoát, mà chúng ta học những cái ngoài cái vấn đề giải thoát cho tâm hồn. Hay hoặc là chúng ta học những cái để chúng ta tạo ra những cái danh, cái lợi để chúng ta lại khổ đau thêm nữa, thì cái đó là hầu hết là ai cũng vậy. Lời Phật đã dạy, nếu con muốn thoát ra khỏi cảnh khổ kiếp sống của con người thì nên theo những lời Phật dạy ấy mà cứu mình. Chúc con thành công mang lại một đời sống an vui. Đây là cái lời trả lời an ủi của thầy với một cái người Phật tử. Đây là cái cuốn tập lắm nữa thầy trả lại cho. Kế tiếp trong cái bài học mà vừa rồi đó, thì Chánh Đức có hỏi thầy. Thì ở đây thầy xin trả lời cái phần mà đáp của thầy. Bữa đó thầy có giảng rồi nhưng mà thầy chưa có ghi lại. Hôm nay thầy ghi lại về cái phần trả lời cho Chánh Đức, rồi tiếp tục cái phần của Chân Huệ, để chúng ta thông suốt được cái tứ niệm xứ. Chứ không, chúng ta không có người hỏi thì chắc chắn là khi trước qua rồi thì các con cũng tưởng mình là hiểu, nhưng cuối cùng chẳng hiểu gì hết đâu. Theo thầy biết là tứ niệm xứ không phải dễ đâu. Ở đây con muốn hỏi chủ đích của đạo Phật. Chủ đích của đạo Phật thầy đã từng nhắc đi nhắc lại các con rất nhiều lần, đó là giải quyết bốn nỗi khổ của kiếp người: sanh, lão, bệnh, tử. Sanh là gì? Sanh là cuộc sống hàng ngày nó thường xảy ra biết bao nhiêu khổ vui bất tội quyền.
và lo toan sợ hãi ưa sầu ưu sầu quá nhiều. Nghĩa là chúng ta xét có phải không, cuộc sống của chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng có những chuyện, tuy rằng nó vui có một chút chứ nó buồn khổ nhiều lắm. Nhiều khi nó kéo dài từ ngày này đến ngày khác, chưa hẳn đã là có vui nào trong đó. Lão là gì? Là già yếu, sức lực mòn mỏi, tay chân run rẩy, tâm trí nhớ trước quên sau, lẫn lộn. Đó là những hiện tượng suy làm cho con người khổ đau. Nghĩa là già là nó phải như vậy nè. Chúng ta đừng nghĩ rằng hôm nay chúng ta thấy còn đi đứng mạnh khỏe, nhưng ngày nào đó rồi chúng ta sẽ lụm cụm chống cây gậy mà tay chân run rẩy, chừng đó chúng ta mới hỏi ôi thân này lão già là khổ thật. Biết nó khổ thật thì lúc đó bây giờ chúng ta có tu hành cũng chẳng kịp rồi. Cho nên hiện giờ thì các thầy cũng như các con còn ở trong một cái sức khỏe của cái thân của chúng ta, đợi đến khi mà già yếu suy mòn rồi thì các thầy và các con nghĩ mình còn đủ sức tu hành nữa. Huệ Ân hôm nay 80 tuổi hơn rồi mà được theo thầy tu hành, bây giờ tuy rằng chưa làm chủ được thân nhưng tâm cũng có phần tỉnh táo, không bị trói buộc bởi những cái pháp trần. Do đó tuy rằng tuổi già sức yếu thì nó đã thấy được cái lão là khổ lắm rồi. Bây giờ quét sơ sơ một chút là thấy mệt, bẻ một vài cánh nhìn củi đã thấy mệt, tức lói nữa thì cơ thể nó sắp quả diệt, nó không còn một sức lực nào như hồi còn trẻ nữa. Như Huệ Ân thì con thấy rất rõ cái già là khổ như vậy. Mai là có pháp, có một cái nguồn pháp an ủi, có một pháp đoạn dứt những cái nỗi sầu về cái thân già của mình, cho nên sống vẫn thản nhiên như vậy, chớ cái cơ thể càng ngày càng suy dần và đem lại những tướng trạng để mà đi vào quả chết. Bệnh là những trạng thái làm cho cơ thể đau nhức khổ sở, nay đau chỗ này mai đau chỗ khác, mắt nay bệnh này mai bệnh khác. Nói thì các thầy thấy và các con thấy rất rõ, nghĩa là bây giờ chúng ta mạnh nhưng lát nữa chúng ta đau, nhưng bữa nay đau chỗ này mai đau chỗ, làm cho chúng ta khổ sở gì cái thọ này, rồi nay bệnh này mai bệnh khác. Nó luôn luôn lúc nào con người phải nhìn thấy rằng chúng ta không thể nào thoát ra khỏi bốn cửa này, sanh lão bệnh tử. Mà bây giờ bệnh là khổ như vậy, già là khổ như vậy, sanh là khổ như vậy, mà về cái bệnh này nó có về bệnh thân và tâm, thân bệnh và tâm bệnh. Tâm bệnh thì ưu sầu rầu rĩ, lo sợ thương ghét oán hận sân hận tức giận vân vân. Đó là những trạng thái của bệnh thân và tâm khiến cho con người đau khổ vô cùng. Đó thì các con thấy chưa, nó làm cho chúng ta bốn cái trạng thái này làm cho kiếp người chúng ta luôn luôn khổ đau. Có sung sướng gì đâu mà chúng ta ngồi ăn miếng cơm ngon, có sung sướng gì đâu mà chúng ta vui đùa mà xem đá banh đá bóng, có vui sướng gì đâu mà chúng ta còn muốn nữa. Đời quá khổ, khổ gì bốn cái cửa ải này. Con người không vượt ra khỏi bốn cửa ải này làm con người nghĩ mình có ích gì, sanh ra làm chi để mà thọ bốn cái khổ này quằn quại trên thân chúng ta. Làm sao chúng ta chấm dứt nó, làm sao chúng ta làm chủ nó mới là người trí, người thông minh, mới là xứng đáng là đệ tử của chúng ta. Tử là chết, trước khi chết cơ thể rã rời, đau nhức vô kể, mệt thở từng hồi, ngất xỉu, mê man, bất tỉnh. Các con thấy tỉnh rồi, bất tỉnh hơi rồi tỉnh lại rồi cái mê man bất tỉnh rồi chết luôn. Đó là những trường hợp của người sắp chết mà ai đã chứng kiến thì cũng sẽ thấy được điều đó. Ít có ai mà nằm im rơ mà chết, lăn lộn căng cỡ rồi mà chết, khó. Cho nên khổ sở đến tận cùng là nó chỉ chết, chứ không phải là dễ gì với cái tử đâu, với cái chết đâu. Đây là bốn cái khổ của con người mà không một người nào tránh được, nghĩa là trong thế gian này không có ai mà tránh được cái khổ này. Chẳng ai biết cách vượt ra được, duy nhất chỉ có Đức Phật, người đã tìm ra con đường giải thoát. Và hôm nay chúng ta đã đủ duyên được tu tập đúng pháp của Ngài, của người. Nghĩa là chúng ta hôm nay đủ duyên. Bây giờ biết bao nhiêu người tu theo đạo Phật mà không ngay trên tứ niệm xứ mà thực hiện thì làm sao làm chủ được thân thọ tâm pháp này mà gọi là làm chủ sinh tử. Cho nên chúng ta là những người có duyên phước với Phật pháp, lâu đời chúng ta mới được nghe Phật. Bây giờ hiện giờ chúng ta có thể bao nhiêu người đi chùa lại Phật, biết bao nhiêu người kính ngưỡng Đức Phật theo tôn giáo Phật giáo khắp trên thế giới chứ không phải riêng Việt Nam. Nhưng các thầy nghĩ, các con nghĩ, người ta có tu đúng pháp hay không?
chắc chắn là các con sẽ thấy rằng không đúng pháp. Mà nếu đúng pháp thì giới luật các thầy phải nghiêm chỉnh. Không đúng pháp cho nên phá giới, phạm giới mà không biết xấu hổ, thì đó là rõ ràng là thời Phật pháp đã suy, Phật pháp đã không còn. Vào thời đại ngày nay, Phật giáo gần như mất lốc. Nghĩa là chúng ta đến chùa nào chúng ta thấy cái sự tu tập của họ không có đúng cái đường lối của đạo Phật, cho nên nó phải mất gốc rồi. Người tu sĩ Phật giáo ngày nay tu hành không nhắm vào mục đích này, tức là mục đích sinh tử luân hồi đó, mục đích của đạo Phật. Vì thế đạo Phật chỉ còn là một hình thức danh lợi mê tín mà thôi. Nghĩa là ngoài cái danh lợi đó thì còn ập thêm cái mê tín để gạt người khác. Nó thì hôm nay qua cái lời trả lời hỏi về cái đích của đạo Phật, thầy trả lời cho chính đức. Đến đây là xong cái câu hỏi trả lời của chính đức. Đến cái câu hỏi của Chân Huệ, câu hỏi này qua cái bài học vừa rồi mà Chân Huệ hỏi lại. Hỏi quán thân trên thân, Phật có dạy có thân đây, hoặc khi quán thọ trên thọ, Phật có dạy có thọ đây, bạch thầy như vậy có ý nghĩa gì? Đáp: Phật dạy có thân đây có nghĩa là tại đây, tại đây có nghĩa là tại đây thân này, xem xét nó, tức là xem xét cái trụ xứ này hay xem xét cái niệm này. Thọ cũng như vậy. Bây giờ thầy xin giải thích để hiểu. Phật nhắc có thân đây tức là cái bài mà tứ niệm xứ đầu tiên chúng ta mà tu tập, mà Phật đã dạy trên thân quán thân, ngay trên cái thân này mà quán cái thân, tu về nhân tướng của nó, tức là cái chứng nhân của nó, cái chứng nhân tướng của nó. Cho nên bây giờ về cái nhân tướng của nó thì cái nhân tướng nó có nội, nội thân và ngoại thân, và cả nội ngoại thân. Cho nên Phật dạy chúng ta phải quán nội ngoại thân. Vậy là cái đó thì chúng ta hiểu có thân đây tức là ngay cái thân này nè, ngay cái bốn trụ xứ này nè, chúng ta quán nó ngay trên này. Chúng ta không có đặt pháp gì hết, mà chúng ta ngay ở trên cái trụ xứ này mà xem xét cái trụ xứ này. Đầu tiên Phật dạy chúng ta quan sát cái trụ xứ đó trước, xem có cái trụ xứ đó nó như thế nào, như thế nào để mà chúng ta khắc phục những cái tham ưu ở trên cái trụ xứ này. Bởi vì chính trên cái trụ xứ này nó còn tiêm nhiễm, nó còn ô trược, nó còn những cái không có thiện pháp ở trong đó. Cho nên chúng ta quan sát coi nó đâu là thiện, đâu là ác ở trên cái thân này, gọi là trên thân quán thân. Thì vậy có thân đây nghĩa là trên cái thân đây nè, Đức Phật nhắn nè, chớ không phải trên cái thân khác, phải không? Không phải trên cái nơi khác, mà Phật nhấn mạnh cái chỗ này để chỉ định cho chúng ta biết rằng nó ngay đây nè, chúng ta hãy quan sát. Thọ cũng như vậy, thọ cũng như vậy, cũng tại nơi đây mà chúng ta quán cái thọ đó. Nếu mà cái thọ đó không có thì chúng ta biết nó không, mà nó có chúng ta biết, mà có chúng ta quán nó, xem xét nó, rồi dùng định vô lậu mà xả bỏ. Ở đây bài pháp tứ niệm xứ quý thầy và các con nên hiểu. Trong tứ niệm xứ có những pháp hành đầu tiên của nó cho đến những pháp hành cuối cùng. Đó, thì các con thấy trên tứ niệm xứ cái pháp đầu tiên là pháp như thế nào? Quán thân trên thân. Mà có thân đây tức là chỉ cho cái trụ xứ của tứ niệm xứ, nghĩa là chúng ta quán cái trụ xứ của tứ niệm xứ, chứ không phải là quán cái thân tứ đại của chúng ta, hoặc là quán thân ngũ uẩn của chúng ta mà đem đặt nó. Nếu mà đem cái pháp khác đặt lên trên cái chỗ mà thân của tứ niệm xứ này thì trên cái thân này mà quán cái thân kia nó khác rồi. Còn ở đây chúng ta đặt trên cái thân này, trên cái thân mà trụ xứ này của tứ niệm này mà chúng ta đặt, mà chúng ta quán ở trên nó, tức là chúng ta quan sát lại cái trụ xứ này, coi cái trụ xứ này của thân, cái thân trụ xứ này nó như thế nào. Đó là cách thức nhà. Vì vậy mà có thân đây, cái này là ở đây, nó hiểu như vậy là mới biết được. Cũng như cái thọ cũng vậy, cái thọ ở đây nè, chứ không phải là cái thọ của ngũ uẩn. Bởi vì trong ngũ uẩn nó có mà sắc thọ đó, nó có. Mà ở đây tứ niệm xứ nó có thọ, và cái thọ này là cái thọ tứ niệm xứ ở đây nè. Hiểu cái chữ mà Phật nó có ở đây nè, chứ không phải là ở chỗ khác. Nhiều khi chúng ta thấy cái thọ ở thập nhị nhân duyên, thập nhị nhân duyên nó cái thọ khác, chứ không phải là cái thọ ở đây. Nó thuộc về pháp thập nhị nhân duyên. Còn cái pháp ngũ uẩn, cái thọ của ngũ uẩn thì nó ở cái thọ của ngũ uẩn, nó không phải là cái thọ của tứ niệm xứ. Các thầy hiểu như vậy, cho nên Phật nói có thân đây, có thọ đây đó. Đó là như vậy. Tứ niệm xứ có những pháp hành đầu tiên, thì cái hành đầu tiên của nó là quán thân trên thân. Bởi vì nó có cái đầu mà nó có những cái pháp cuối cùng của nó, chứ không phải là cái pháp kế những cái pháp đầu đó. Nó có thứ tự ở trên cái chỗ mà tu tập ở trên cái thân tứ niệm xứ này, chứ không phải là muốn tu cái pháp nào tu đại trên đó, muốn tu cái gì tu, không phải đâu.
chúng ta phải thực hiện cái thân của chúng ta, quán xét cái trụ xứ của nó, cho nó thấm dần được cái trụ xứ nó rồi thì chúng ta mới dám đem các pháp đến để mà chúng ta thêm ở trên cái thân trụ xứ. Như vậy mới thấy được cái chỗ mà sâu sắc của đạo Phật. Cho nên Đức Phật đâu có bao giờ mà bảo mình đem pháp thủ quẩn mà đặt lên trên cái thân mà tứ trụ xứ này tu bao giờ trước đâu. Đợi cho đến khi cuối cùng Đức Phật mới dạy các pháp, dạy tới pháp thì Đức Phật mới dạy đem cái ngũ quẩn, đem cái kiết sử, đem cái ngũ thiền cái mà đặt lên trên cái thân thọ tâm pháp này mà tu tập. Như thầy đã dạy, tu tập tứ niệm xứ rất là quan trọng, vì suốt quá trình tu tập từ đầu đến cuối cũng đều ở trên bốn chỗ này mà tu tập rèn luyện. Nghĩa là từ bắt đầu mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải ở trên cái bốn chỗ này tu tập, chứ không ngoài bốn chỗ này mà tu tập. Như bây giờ chúng ta lại Phật nè, chúng ta niệm chú nè, chúng ta tụng kinh nè, chúng ta gõ mõ nè, chúng ta sám hối nè, thì nó ăn nhầm nhò gì ở trên cái tứ niệm xứ này? Nó đâu có phải là cái pháp nằm ở trên tứ niệm xứ này mà tu. Cho nên chúng ta làm nó ở vấn đề ngoài, nó không có đúng cách. Còn đây chúng ta tu mà ngay từ cái pháp đầu tiên mà chúng ta tu ở trên cái chỗ tứ niệm xứ này thì các con sẽ thấy nè, giới luật của Phật, mình lấy giới luật của Phật có phải là mình sống ở trên, mình khép chặt cái thân thọ tâm pháp này nó không được buông lung không? Đúng vậy, lấy giới luật của Phật nó gò bó thân thọ tâm pháp bốn trụ xứ này, nó phải đúng cái kỷ luật của Phật. Hồng hộ sáu căn nghĩa là lấy cái giới luật hoặc là nỗ lực mà giữ gìn những cái hạnh của mình để giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình để phòng hộ nó, hiểu dục tri túc, sống một đời sống ít muốn giết đủ. Đó là chúng ta ít muốn giết đủ để ở chỗ nào đây? Tức là ở trên bốn trụ xứ này, thân thọ tâm pháp của chúng ta giữ gìn. Ngoài bốn chỗ này mà tu tập là tu không đúng pháp Phật. Do bốn chỗ này con sinh ra, do bốn chỗ này sinh ra muôn ngàn đau khổ buộc ràng. Do bốn chỗ này buông xả xuống hết, không còn dính mắc một vật gì thì được giải thoát. Chính bốn chỗ này là nỗi khổ của kiếp làm con người. Nghĩa là thân thọ tâm pháp của chúng ta là bốn cái chỗ này, là cái chính bốn cái chỗ này là cái nỗi khổ của kiếp làm người của chúng ta. Chính bốn chỗ này là địa ngục hay thiên đàng. Chính bốn chỗ này mà là người tiếp tục sanh tử luân hồi đau khổ mãi muôn đời muôn kiếp. Vì thế muốn thoát ra cũng phải chính bốn chỗ này mà thoát ra. Nghĩa là bây giờ chúng ta sanh ra thì chúng ta có sẵn bốn cái chỗ này rồi, mà chính bốn cái chỗ này luôn luôn nó đem lại cho cái kiếp con người chúng ta khổ sở. Bốn chỗ này là địa ngục hay là thiên đàng, mà khi trong cuộc sống chúng ta biết tu, chính bốn chỗ này nó đưa cái loài người chúng ta tiếp tục sinh tử luân hồi mãi mãi muôn đời muôn kiếp. Nên cũng từ trong bốn chỗ này mà chúng ta tu tập, chúng ta rèn luyện, từ chỗ bốn chỗ này mà chúng ta đi, cho nên gọi là tứ xứ. Đức Phật đã chọn bốn chỗ này tu tập không lầm. Ông Phật đã biết cách chọn cho chúng ta không lầm để nhắm vào cái mục đích chính đức đã hỏi này, tức là sanh lão bệnh tử vượt ra bốn cái khổ này. Cho nên Đức Phật mới lấy bốn cái chỗ này để chúng ta tu tập để vượt ra bốn cái khổ kia thì rất đúng, không còn sai nữa. Nghĩa là ông Phật không lầm chỗ, đặt rất đúng chỗ, không lầm lại. Cho nên ai mà đặt đúng bốn chỗ này mà để nỗ lực tu tập thì chúng ta sẽ được giải thoát. Ai đặt ngoài bốn chỗ này mà tu tập, như bây giờ chúng ta đặt ngoài vấn đề như thiền tông, đặt ngoài vấn đề bốn chỗ này, nghĩa là kiến tánh thành Phật, thấy tánh thành Phật, chứ không phải cần cái do cái chỗ bốn cái chỗ này mà giải thoát. Cho nên bốn chỗ này vẫn ô nhiễm, không làm sao giải thoát được. Ngay trên bốn cái chỗ này mà tu tập rèn luyện hàng ngày, ngăn chặn ác pháp xâm chiếm vào cái bốn chỗ này mà chúng ta vất vả hết sức mà chúng ta còn chưa giải thoát. Huống hồ là ngoài cái vấn đề này đi tìm một ông Phật trừu tượng, tưởng tượng ra không hình không dáng, không tên không tuổi mà gọi là giải thoát trong bốn chỗ này thì làm sao mà được. Bây giờ tu 1000 kiếp thì thầy tin rằng thiền Lâm Độ không làm sao mà giải quyết được con người, dù có lý thuyết gì cũng không giải quyết được. Ai đã lìa khỏi bốn chỗ này tu tập thì làm ai không lạ không lầm lạc. Ai đã lìa khỏi bốn chỗ này tu tập thì làm sao thoát ra khỏi khổ kiếp của con người? Nghĩa là mình rời, mình bỏ bốn cái chỗ này đi, mình tu tập thì không bao giờ mình có thể mình ra khỏi cái sự khổ đau của con người. Tịnh độ tâm, một cảnh giới siêu hình cực lạc, tưởng tâm thân hay là, nghĩa là người ta tưởng cõi cực lạc ở trong thân này, hoặc là người ta tưởng cực lạc ở cõi Tây Phương kia,
thì điều đó cũng đều là ảo tưởng mà thôi. Nếu mà người đó đã biết rằng cõi cực lạc ở trong thân tâm này thì người đó chỉ còn gọt rửa tứ niệm xứ này cho sạch, không còn nhiễm ô ác pháp, không còn nhiễm ô thế tục thì nó mới có giải thoát được. Còn nếu mà mình không có rửa sạch, mình không có thao dồi, mình không tu tập nó thì bốn chỗ này nó còn ô nhiễm thì nó phải khổ đau muôn đời. Thì cái cõi cực lạc mà gọi là trong thân này thì đó là một tưởng tượng mà thôi, không thể nào có được. Thiền tông thì lấy Phật tánh làm cứu cánh, Phật tánh không ở trong, ở ngoài, ở khắp cùng, nghĩa là người ta tưởng tượng là nó không ở trong mà cũng không ở ngoài. Đó là qua cái bài kinh của kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật đã nói rằng Phật tánh không ở trong, ở ngoài, khắp cùng. Nếu ở trong làm sao nó thấy ở ngoài, mà nếu ở ngoài thì làm sao nó thấy ở trong ruột gan mình được, cho nên nó phải khắp cùng. Vì vậy mà khắp cùng, cho nên không trong không ngoài, không trên không dưới, chỗ nào nó cũng có hết. Vì vậy mà chỗ nào nó cũng thấy được. Đó là cái lý luận của họ như vậy. Điều này do pháp tưởng mà ra, điều này do là pháp tưởng mà họ nghĩ ra như vậy, chứ không phải là chỗ tu tập vậy thôi. Nên đâu cùng tứ niệm xứ làm bạn, cái pháp môn như vậy thì nó đâu có gần được tứ niệm xứ, cho nên nó làm sao lấy tứ niệm xứ mà nó làm bạn tu tập được, cho nên nó không giải thoát. Thế là hai pháp môn này đã đặt sai vị trí tu hành thì làm sao đạt được mục đích của đạo Phật được, sanh già định chết. Đó là cái câu thứ nhất của chân vậy hỏi thầy. Đến câu thứ hai, kính bạch thầy, khi quán thân trên thân, Phật dạy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội ngoại thân thì con hiểu. Nhưng khi quán thọ trên thọ, tâm trên tâm và pháp trên pháp thì Phật cũng dạy sống quán thọ trên các nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ. Vậy cho tâm và pháp, nghĩa là tâm cũng quán nội quán ngoại như vậy. Vậy sao gọi là nội thọ ngoại thọ, nội tâm ngoại tâm, nội pháp ngoại pháp? Con chưa hiểu, kính bạch thầy chỉ dạy cho con rồi. Các con thấy những cái danh từ mà Phật dạy á, nếu mà không được giải thích cho rõ thì chúng ta không hiểu như thế nào. Bây giờ ở trên cái nội thân, ở đây thì thiện huệ hỏi thầy á, sống quán thọ trên nội thọ, sống quán thọ trên ngoại thọ, và sống quán thọ trên các nội ngoại thọ, rồi sống nội ngoại thọ, ngoại tâm, nội tâm, ngoại pháp, nội pháp, thì hỏi cái đó là nó hỏi cái nghĩa của nó. Bây giờ thầy phải nhắc lại, bây giờ sống bắt đầu từ cái trên thân của mình đi, mặc dù bây giờ nó đã hiểu cái câu này rồi, nhưng thầy nói lại để cho nó hiểu. Trên thân, quán thân trên thân, nghĩa là trên cái trụ xứ này mà mình nhìn lại cái trụ xứ này gọi là trên thân quán. Mình không có đặt cái pháp nào khác hết trên này, cho nên trên cái thân này, tức là cái thân tứ niệm xứ này, là cái thân là cái niệm xứ thứ nhất, chúng ta mới quán xét nó, trên nó mà quán xét lại nó, gọi là quán thân trên thân. Vậy thì sống quán thân trên thân, quán cái gì đây? Quán cái gì đây? Thay vì phải hỏi thầy quán cái gì đây, nếu mà quán cái gì để cho nó khắc phục được tham ô ở trong kinh tứ niệm xứ, Phật nói phải quán nó rồi để cho mình khắc phục được tham ô. Vậy quán cái gì ở trên thân này? Đó là cái để chúng ta biết chúng ta quán. Vậy thì ở trên thân này chúng ta phải quán như thế nào? Nếu mà phải đặt nó trở lại cho chúng ta thấy được đó, trên thân mà quán thân trên thân, tức là ngay trên thân này mà quan sát xem xét nó, thì quan sát xem xét cái gì đây? Ở trong thân chúng ta có ba cái tướng: nhân tướng, đặc tướng và hành tướng. Vậy thì chúng ta đang quan sát cái này là quan sát cái nhân tướng hay là hành tướng? Mình phải đặt thành câu hỏi. Chứ bây giờ quán thân tôi biết luôn, quán thân thì nó luôn luôn lúc nào có khi thì nó động, có khi nó không động, có khi nó yên lặng, có khi nó không yên lặng, đúng không? Vì vậy mà tôi quán thân này như thế nào? Nhưng mà chúng ta có biết nó ở trên thân nó có ba cái tướng, cái tướng của nó như thế nào? Bây giờ tôi có một cái vết hẹo, hay hoặc là một cái cố bệnh nào đó, cái cố tật nào đó, thì tôi đang quán cái cố tật đó mà mọi người không có, thì đó là đặc tướng của tôi, nó riêng biệt, tôi đang quan sát nó, thì cái đó là tôi quán, cũng ở trên thân tôi quán mà quán đặc tướng. Cũng như bây giờ hơi thở của người ta bình thường là 3 giây, mà hơi thở tôi tới 10 giây, tôi quán hơi thở tôi xem coi thứ coi tại sao mà nó chậm như vậy, thì do đó là tôi quán cái đặc tướng của hơi thở trong cái hàng tướng của tôi. Còn bây giờ tôi quán ở trong cái thân của tôi, tại sao mà cái cổ tôi nó nổi cái đú,
họ tôi quán cái đặc biệt mọi người không có mà tôi là có cái đúng, cho nên đó là cái đặc tướng của tôi, vậy mà tôi đang quán ở trên cái đặc tướng. Còn bây giờ cũng là trên thân quán thân mà tôi quán về đặc tướng, mà trên thân quán thân tôi về nhân tướng, nhân tướng của nó có khác chứ, hành tướng nó có khác chứ, cho nên nhân tướng nó như thế nào. Bây giờ cái tướng của tôi đây á, nó có cái nhân tướng của nó, không? Mà trên thân tôi thấy quán nó cái nhân tướng của tôi á, thì tôi thấy rất rõ là tay chân da thịt mặt mũi rồi tim gan phèo phổi nó cũng đầy đủ như ai hết hoàn toàn, đó là cái nhân tướng của tôi. Nhưng mà nhân tướng của tôi á, thì tôi thấy rõ ràng là tôi quán là tôi xem xét này, để xem coi cái thân này á, nó thơm tho hay là nó thối. Bây giờ tôi mới xem xét là tôi thấy á, thì bắt đầu tôi xem xét cái thân tôi á, thì bây giờ nếu mà tôi quán ở ngoại thân á, thì tôi xem xét da rồi lông móng tay, những cái gì mà bên ngoài của cái thân nó đang bài tiết như mồ hôi hay hoặc là nước mắt nước tiểu hay hoặc là những gì mà đang bài tiết ra, tôi xem xét cái đó, xem coi nó như thế nào, nó có tốt hay là nó xấu. Và tôi thấy cái thân của tôi nó quế trượt và bẩn thỉu, nó tiết ra những cái đó nó hôi, nó làm cho khó chịu, mà những người xung quanh và chính tôi cũng chịu không nổi đó, thì đó tôi biết là cái thân tôi ở bên ngoài nó bất tịnh, phải không? Đó gọi là ngoại thân. Còn nội thân thì tôi quan sát vào ở trong bên trong thì máu mủ đồn nhớt tất cả những cái gì mà trong thân của chúng tôi đã thấy nó, thì đó là nội thân, đó là nội và ngoại. Thì bây giờ cái này là Chân Huệ đã hiểu, nó hiểu rồi, nhưng mà thầy dạy thầy phải nói trở lại. Bây giờ về phần cái thọ, cái thọ mà nội thọ ngoại thọ trên một cái thọ, bây giờ cái thọ là cái cảm giác, cái xúc chạm. Bây giờ thầy đụng vào một cái cây thì cái xúc chạm đó nó làm cho ngay cái thân của thầy nó bị đau cái chỗ đó, thì nó phát ra cái đau đó, thì thầy không phải quán ở trên cái thân mà quán cái đau đó, quán cái thọ đó, cái đau đó nó đau nhiều đau ít, nó đau đổ nước mắt, nó đau cáo răng chịu đựng, nó đau bứt ruột bứt gan, hay hoặc nó đau sơ sơ, hay hoặc nó đau gai gai, hoặc là nó kéo dài thường thường. Đó là mình trên cái thọ quán cái thọ, trên cái thọ quán cái thọ. Cho nên ở đây chúng ta thấy nếu mà cái cảm giác mà nó đau, chúng ta quán không phải quán cái thân mà quán cái cảm giác đau đó, gọi là trên thọ quán thọ. Vậy thì ở đây Phật còn dạy là quán cái nội thọ và quán cái ngoại thọ. Vậy cái nội thọ là cái gì mà cái ngoại thọ là cái gì? Đức Phật sao mà chi li quá vậy? Đây bây giờ cái ngoại thọ, cái ngoại thọ và cái nội thọ. Cái thân của chúng ta nó có gia chạm, nó có sân bệnh, nó mới phát ra cái cảm thọ. Bởi vì gọi là thân thọ, gọi là tâm thọ. Quý thầy nghe cho rõ, cái thọ một mình nó thì nó không bao giờ thành hình được. Cái thọ một mình nó không bao giờ thành hình được, vì nó là thân thọ. Ngay cái thân chúng ta bị người ta đánh vào đó thì nó bắt đầu nó có cái đau của nó ở tại cái chỗ bị đánh. Thì cái thọ đau ở tại chỗ bị đánh không phải quán cái thân mà quán cái thọ. Cái đau đó nó nhiều nó ít, nó đau như thế nào, thì cái mà bị đánh mà đau ở ngoài da chúng ta như vậy đó gọi là quán thọ ngoại nội ngoại thọ, hiểu chưa? Còn bây giờ nó ở trong xương chúng ta mà nó nhức á, bởi vì cái thọ nó phải ở trong ở ngoài cái thọ, vì vậy đó mà cái thọ mà từ trong mà nó đi ra nó làm cho từ trong cái thân, bởi vì đây là thân thọ, đây chúng ta nói về thân thọ. Còn nói về tâm thọ thì tức là chúng ta phải nói về cái tâm nó khác rồi. Bây giờ nói về tâm thọ thì tức là thầy nói về cái thân thọ đi, thì bắt đầu người đánh mình hoặc lấy cái kim hoặc lấy cái dao gạch tay mình đứt, thì cái cảm giác đau của ở ngoài da của mình đó gọi là ngoại thọ, quán ngoại thọ, quán cái đau đó ở bên ngoài đó. Rồi bây giờ tim gan phèo phổi chúng ta đau ở trong đó đó, ở trong cái thân, thì cái thân thọ và cái thọ nó ở trong. Cũng như bây giờ chúng ta ngứa ở ngoài da này, cái thọ mà ngứa ngoài da gọi là ngoại thọ, mà cái ngứa ở trong thân của chúng ta không có gãi được mà nó làm chúng ta khó chịu, vậy thì cái ngứa ở trong thân đó nó gọi là nội thọ. Ngay bởi vì thân thọ chứ không thể nào cái thọ nó rời cái thân mà nó có cái thọ được, cho nên nó dựa vào cái thân á, nó mới phát triển ra cái cảm xúc, cái cảm giác làm cho chúng ta thấy có cái đau, cái nhức, cái lạc của nó ở trong đó. Đó thì do đó là nội thọ hay ngoại thọ. Đây là thầy nói cái thọ khổ, còn cái thọ lạc nó cũng vậy, nó có cái nội và cái ngoại chứ không phải không đâu. Bây giờ một cơn gió mà thổi qua chúng ta nghe nó mát trong khi trời nóng đực vậy, thì đó là cái ngoại thọ, quán cái ngoại thọ, phải không? Mình quán cái ngoại thọ, nghe cái làn gió nó thoảng nó mát, thì đây là cái thọ hỷ, nó làm cho chúng ta vui, làm cho chúng ta thanh, làm chúng ta thích thú, cho nên đó là cái thọ lạc. Đó, thì như vậy là rõ ràng là phải hiểu biết cái thọ hoài vậy các bạn. Thì cái cảm giác mà cơn gió thổi qua thì chúng ta ngay ở trên cái cảm thọ đó,
cơn gió thổi qua, chúng ta không thích thú nó, mà chúng ta thấy như là chúng ta cũng như bình thường, cũng như chúng ta đang ngồi trong một cái nhà thiết nóng nảy như thế này, mồ hôi mồ hám nhễ nhã như thế này, thì đây là cái hoại thọ chứ không phải là cái nội. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái chỗ quán của chúng ta mới thâm sâu, để mà chúng ta xả trừ cái gì. Bây giờ trời nóng quá, thôi bây giờ chúng ta đem quạt máy này kia ngồi thiền cho nó ngon lành, cho nó sướng. Thì cái người đó đã bị cái ảnh hưởng của hoại thọ rồi, sai rồi. Bây giờ trời lạnh quá cho nên chúng ta không thể ngồi thiền được, vì vậy bây giờ chúng ta đốt cái đống lửa lên để mà ngồi thiền, thì cái người này cũng đang bị ở cái hoại thọ. Tất cả những cái này đều là những cái sai của con người tu. Cho nên chúng ta khi mà gặp những cái thọ đó thì tâm chúng ta bất động. Bây giờ nóng quá thì chúng ta phải tu tập để chúng ta xả ly cái nóng đó ở trong tâm mình. Tâm mình nó không thấy nóng thì nó sẽ không nóng cái gì, mà tâm mình cứ thấy nóng thì tức là chúng ta phải đem quạt máy hoặc là đem một cái máy điều hòa không khí để ngồi. Cho nên có nhiều người đấy, mình vừa có tiền sẵn thôi mình mua cái quạt máy hay cái máy điều hòa không khí để cho mình điều hòa nhiệt độ rồi mình ngồi thiền thì nó khỏe quá, mình tiếp nhiếp tâm vô. Cái đó là tu cái định gì? Cái định ma. Cái tâm mà không xả còn chạy theo cái dục lạc này mà thiền định gì? Định đó để thành quỷ chứ làm cái gì? Muốn đem cái thân này còn thọ những cái thọ lạc như vậy mà hỏi thử hỏi họ làm sao mà họ ngồi thiền họ thành Phật được. Mà thậm chí có người có tiền họ đem quạt máy quạt rè rè đó họ ngồi để cho mát, thử hỏi thấy cái cảnh tu như vậy thiền đó là thiền gì? Thiền dục lạc. Bởi vì đang thọ cái dục lạc cho mát nên mà ngồi đây thì thôi tốt hơn là không, thầy ngồi như vậy thì quạt máy thì thầy giết cái gì còn sướng hơn là thầy ngồi mà không suy nghĩ cái điều đó có làm cái gì đâu, nó có lợi ích gì cho họ đâu. Họ đang chạy theo dục lạc mà họ không thấy cái tướng dục lạc. Cũng như cái phòng này họ đóng hết cửa lại, không có âm thanh ồ ào gì hết, họ nói nghe ngon quá, bây giờ mình ngồi thiền là ngon. Do đó bây giờ thêm một cái máy điều hòa nhiệt độ nữa là thấy sướng rồi, ngồi thiền mát mẻ mà không tiếng động, bị gì cửa kính hết rồi đâu, đóng vô cái thì không nghe rồi, cho nên ngồi không tiếng động. Đây là thiền quỷ thiền ma, cứ đấu thiền gì. Cái tâm chúng ta đừng dao động trước mọi cái tiếng động, ví dụ như cái máy cài đó nó ồ, mà chúng ta vẫn thẳng giữ tâm đừng có dao động với cái tiếng máy cài đó, chính là chúng ta đã chủ động thắng cái tâm của mình. Đó là thiền định của đạo Phật, chứ đâu phải tránh cảnh mà thiền định của đạo Phật. Cho nên ở đây chúng ta tu không bao giờ tránh cảnh, đạo Phật không yếm thế, không trốn đời, mà giải quyết tâm chúng ta bất động trước hoàn mọi hoàn cảnh thọ. Cho nên Phật dạy chúng ta phải quán thọ trên thọ ngoại thọ. Các con bây giờ mới hiểu được cái chỗ này, chứ nếu mà không có chân huệ hỏi thì bài pháp này thầy đi giảng qua xuống, sau này thầy viết sách thì thời mai các con mới hiểu được cái chỗ này, chứ không thầy giảng rồi thì các con cũng chỉ chưa hiểu được chỗ này đâu. Cho nên phải thấu suốt được cái ngoại thọ và cái nội thọ. Bây giờ cái nội thọ như thế nào? Ở trong ruột thầy bây giờ nó đau, ruột dư đi, nó đau, nó thét lên, nó đau quá trời, thì cái đó là nội. Mà một cái người mà người ta tu về quán mà thân quán cái thọ trên thọ mà về nội nó, thì bắt đầu người ta vẫn giữ cái tâm người ta bất động, không sợ hãi đâu, không có lo lắng cái chỗ mà đau ruột thừa này sẽ chết đâu. Mặc dù là người ta nói nó tràn ngủ, nó bể ra, nó tràn ngủ là phải chết, nhất định là cái người mà tu mà quán thọ trên thọ mà quải thọ nội thọ như vậy, họ chẳng hề rung động, họ vẫn thản nhiên, tâm không bao giờ họ bất động, đau mặt đau chứ họ không bất động. Như vậy là họ đã chiến thắng được nội thọ. Và một cái người mà tâm không dao động thì cơn bệnh nó sẽ chiến thắng một cách rõ ràng. Còn chúng ta đau mà chúng ta dao động tâm, cạo gió hoặc là uống thuốc hoặc này kia, thì hoàn toàn là chúng ta không có thể nào thắng được cái thọ đâu. Còn tâm chúng ta kề, mình phải lo ở chỗ mà giải thoát cho mình. Tâm không dao động, bây giờ mình giờ này giờ tu cái gì đây? Hơi thở thì hoàn toàn là giết vào hơi thở. Bây giờ giờ này giờ tu cái gì đây? Giờ này giờ tu chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, đi kinh hành, cao mặt nó, kề. Ở đây tâm không có rung động, không có sợ hãi. Chừng nào chết bỏ nhất định là hoàn toàn giữ pháp, tùy pháp, sống theo pháp, đúng pháp Phật dạy, thì chừng đó gọi là quán thọ trên thọ ngoại, hoặc là quán thọ trên nội thọ. Đó là cái thức tu về về ngay cái tứ niệm xứ mà chúng ta tu ở trên pháp tứ niệm xứ đó. Đó thì ngoại tâm, nội tâm, ngoại pháp, nội pháp, ngoại pháp. Thì không, thì bây giờ thầy nói cái nội thọ, ngoại thọ rồi, thì nội tâm và ngoại tâm. Cái tâm của chúng ta nó có những cái, bây giờ cái tâm của chúng ta phải thấy rằng cái tâm của chúng ta nó có nội tâm và ngoại tâm. Ngoại tâm là cái gì? Ngoại tâm là cái tâm chúng ta khởi ra lo lắng cho cái ngã sở của nó. Hồi nãy thầy thấy nó ngã và ngã sở gì vậy? Mà nó lo lắng cho cái ngã của nó, cho cái phần của nó, cho riêng tư của nó, thì đó là nội tâm. Nó lo lắng suy tư cho cái nội tâm của nó, thì nó phải lo lắng cho cái bản ngã của nó. Thì những cái niệm mà nổi lên ở trong cái nội tâm của nó như vậy á,
thì chúng ta quán xét cái niệm của cái tâm lúc bây giờ nó ở nội tâm đó, nó lo cho nó cái gì, nó lo cho nó thế nào. Bây giờ nó lo cho nó ăn nè, cho ngon nè, nó thích cái đó, nó là nội tâm. Còn bây giờ ngoại tâm nó lo cho người khác ở ngoài, nó lo cho các pháp ở ngoài nè, thì cái đó là ngoại. Ngồi đây mà mình nhớ thương anh em chị em hay là cha mẹ mình đó, đó là ngoại tâm. Mà khi cái niệm đó nó khởi lên á, cái tâm của mình, bởi vì cái tâm mình nó có là phải có cái niệm chứ, còn nó không có làm sao nó có cái niệm được. Mà nó có cái niệm thì do cái niệm ngoại tâm hay là nội tâm mà mình quán tiếp, để mình dùng cái định vô lậu mình phá nó đi, phá nó đi, nó không có còn nữa, phải không? Cho nên nó làm sao mà nó chi phối được tâm mình, nó làm sao cho nó làm khổ mình được. Cho nên cái nội tâm và ngoại tâm này nhắm vào để chúng ta đoạn dứt tất cả những cái xúc kiến sự, xúc kiến sự nó làm cho không trói buộc cái nội tâm, cái ngoại tâm và nội tâm là được. Nói thì hôm nay thì quý thầy đã rõ ra cái nội thọ và ngoại thọ, và nội ngoại một lượt, vừa nội vừa ngoại, nó có một cái niệm mà vừa nội vừa lo cho nó mà vừa lo bên ngoài. Cái thọ nó cũng vậy, nó vừa đau ở trong mà nó vừa đau ở ngoài, nó ảnh hưởng như vậy đó, nó làm như vậy. Thì trong khi mà cái thọ mà cảm thọ nó vừa ngoài vừa trong, thì chúng ta quán vừa trong mà vừa ngoài để đập phá nó xuống, để tâm không dao động. Nội pháp ngoại pháp thì cái này chắc mấy con cũng rõ. Hãy khi mà nói nội thọ ngoại thọ, nội tâm ngoại tâm rồi thì các con biết rằng nội pháp ngoại pháp rất rõ ràng. Ví dụ một cái pháp tham sân si mạn nghi là cái ngũ thiền căn. Vậy thì cái gì mà thô phù của cái pháp này á là nó ngoại. Mình tham cái mình lấy cái đó đi thì đó là ngoại pháp, là ngoại pháp nó ở bên ngoài. Mà nội pháp á thì nó chưa có lộ bên ngoài mà nó ngầm nó tham ở bên trong. Nó khó hơn. Ví dụ như bây giờ thầy muốn cái đồng hồ này mà thầy chưa ăn cắp người ta chưa lấy, hay hoặc là chưa có mua, nhưng mà nó cứ nào nó cứ nhớ hoài, nó nghĩ rằng mai mốt mình kiếm tiền mình làm sao có tiền mua nó sắm nó, thì đó là nội pháp. Vì cái đồng hồ này là cái pháp mà, cái vật đó là cái pháp mà. Cho nên do nó làm cho cái tâm tư của mình khởi lên khả hỷ khả lạc thích thú. Vì vậy mà ở trong tâm mình nó chưa có cái vật đó, nó làm cho mình ưa thích nó, rồi mình tìm cách để cho có nó. Còn ngoại pháp thì nó không phải còn ngấm ngầm ở trong tâm nữa, mà chợt thấy một cái vật gì đó cái mình ham thích liền, thì ngay cái ngoại pháp đó. Cho nên quán ở trên nội pháp và ngoại pháp. Khi mà ngoại pháp thì vừa chợt mà nó dính vào mắt của mình một cái vật đó thì ngay đó lúc liền. Cho nên Phật nói khi mắt thấy sắc đừng cho dính sắc, đó là ngoại pháp đó. Mà khi mà nó đã dính rồi thì đoạn diệt, tức là nội pháp đó. Nó đang ham muốn rồi thì đoạn diệt. Bây giờ nó thích một cái xe riêng thì tức là nó phải đoạn diệt, tức là nội pháp. Còn hồi nó mới thấy người ta cởi, nó chưa có biết cái xe riêng như thế nào. Bây giờ nó thấy người ta cởi thì bắt đầu nó vừa thấy nó ham, thì đây là ngoại pháp. Cho nên mình đoạn diệt ngay ngoại pháp, không có cho con mắt mình nó dính với cái xe đó, với cái vật đó, thì đó là ngoại. Còn bây giờ nó đã dính rồi, cho nên bây giờ cái tâm nó ngầm nó ham thích rồi, nó muốn rồi. Do đó mình tìm mọi cách để mà tu cái định vô lậu, quét cho sạch, đừng có cho tham cái đó nữa, thì tức là mình đã cứu mình ra khỏi cái thế gian đau khổ. Còn nếu không thì mình sẽ bị. Vì vậy mà trên cái các pháp của Phật, mà trên tứ niệm xứ, mà ngay pháp tứ niệm xứ mà tu tập thì chúng ta thấy nó đã có kết quả để mà ngừa ác, mà ngừa cái ác tức là tham sân si chúng ta đó, mà đoạn dứt ác để chúng ta sống trong. Đó là những cái mà hỏi, những cái từ để rồi thầy giảng ra để cho hỏi cái cách thức tu, cho biết cách thức của nó nữa. Chứ nếu không thì chúng ta đâu biết. Vì vậy mà hằng ngày chúng ta đã có những cái pháp tu để ngừa ác và đoạn dứt ác, đó là cái pháp chánh niệm tỉnh giác, và cái pháp định niệm hơi thở, và cái định vô lậu. Ba cái pháp này nó giúp chúng ta. Vậy mà Đức Phật còn sợ chúng ta chưa đủ ở trong tứ chánh cần, trong những pháp tu như thế này nó chưa đủ, nó chưa làm chủ hoàn toàn, cho nên dạy cho chúng ta thấy rõ để khi mà nó có xảy ra, nó có nổi lên, nó có khởi niệm ác ra, thì ngay đó là chúng ta đã biết ngăn chặn liền. Như ngoại pháp thì vừa mắt mình vừa thấy sắc thì ngay đó chúng ta đã biết nó là ngoại thọ ở ngoại pháp rồi. Mà ngoại pháp thì đoạn dứt, không cho mắt dính cái pháp đó. Do đó thì làm sao có nội pháp mà dính trong tâm? Như vậy là chúng ta không có cho nó sanh khởi. Mà nó đã sanh khởi thì nó đã ở nội pháp rồi. Mà nội pháp thì chúng ta phải dùng định vô lậu mà quét nó ra. Cho nên đó là giải thoát. Đó là những cái lời mà của Chân Huệ hỏi về cái pháp tứ niệm xứ trong một cái giai đoạn đầu mà tu tập. Nghĩa là tứ niệm xứ đây là mới có trên thân quán thân, rồi trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp. Đó là mới cái giai đoạn đầu. Nhưng mà trên thọ quán thọ tu về nhân tướng thì tu cái khác rồi. Mà tu về hành tướng
thì nó hành tướng ngoại thì khác, rồi mà hành tướng nội nó khác. Rồi cái hành tướng nội và hành tướng ngoại của thân thọ tâm pháp này nó đều là có cái sự câu hữu, cho nên gọi là nội ngoại. Thì chúng ta cũng câu hữu các pháp khác để mà diệt trừ tất cả những cái dính mắc, cái tham đắm của cái tứ niệm xứ này. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích dùm con câu tâm hữu hạn và tâm vô thượng mà Phật có ý nói ý nghĩ là gì? Nghĩa là có nói nó đó, có nói đến nó rồi, nhưng mà cái ý nghĩ nó là gì? Tức là có nói cái danh từ đó rồi. Và nói cái tâm hữu hạn đây á, thì các con phải hiểu rằng không phải là tâm thức của chúng ta đâu, mà không phải là tưởng thức của chúng ta đâu. Tâm ở đây á, chữ tâm này á, chúng ta phải hiểu á, nó là ý thức của chúng ta. Cho nên hữu hạn là nó có hạn, chứ nó không có vô hạn được. Cái sự hiểu biết của nó có hạn, không thể nào mà vô hạn được. Như bây giờ cái sức chúng ta hiểu biết như vậy thì nó có hạn lượng của nó mà thôi, không hơn được. Cho nên gọi là tâm hữu hạn, nó có cái hạn lượng của nó ở trong cái chỗ hiểu nó. Ngoài cái hạn lượng đó nó không thể hiểu. Như Đức Phật nói, những pháp ta dạy cho các đệ tử như nắm lá cây là những pháp mà các đệ tử hiểu biết được, còn những pháp mà ta chứng như rừng lá cây nó chưa nói ra được. Là vì cái tâm hữu hạn của các đệ tử không hiểu nổi cái này mà nói ra thì các đệ tử cũng không tin được. Cũng như nói bây giờ, cái nguyên nhân đầu tiên mà sinh ra con người